hồ ha. Nay là tròn 10 năm. Rồi, về kiến trúc nghệ thuật của tu viện Khánh An thì Hòa Thượng đã chia sẻ như thế này. Phật giáo có hai hệ phái chính là Theravada, Vajra, Nam truyền, và Mahayana, Bắc truyền. Kiến trúc chùa Phật giáo Nam truyền mang dáng vóc hình tháp như một số nước Sri Lanka, Campuchia, Lào, Thái Lan hay các tỉnh miền Tây Nam nước ta. Kiến trúc chùa Phật giáo Bắc truyền có nét tương đồng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Tu viện Khánh An mang phong cách của Nhật, của Phật giáo Bắc truyền, đậm nét Á Đông. Về kiến trúc, tu viện trở về với trạng thái nguyên sơ, không trang trí các linh vật như rồng phụng. Đây thuộc về văn hóa cung đình. Về sắc màu có 3 gam màu chủ đạo: màu nâu, màu của gỗ, màu nâu, màu của gỗ, trắng, màu của vôi. Hàng nghìn năm trước chùa chỉ có quét vôi, đúng luôn ha, màu trắng xung quanh, màu nâu, màu mái, màu vàng, màu của những hoa văn, màu vàng, màu của những hoa văn, đúng luôn ha, màu vàng là nó sơn những cái hoa văn á, những cái cột hay là gì thì màu trắng, mái ngói thì dùng màu gỗ, tượng trưng cho chất liệu đồng. Về không gian tu tập có Phật đường tỉnh thức, nơi tụng kinh, lễ bái, tọa thiền. Lúc nãy mình vào đó, mình vào chiêm bái Phật đó, bái đường chánh niệm, nơi thuyết pháp giảng kinh, tăng đường vững chãi là phòng chư tăng. Tăng đường vững chãi là ở phía sau á ha, phòng của phía chư tăng. Khách đường thảnh thơi, nơi tiếp khách, đó là tiếp khách hồi nãy mình đi ngang qua có tiếp tân á. Thực đường dưỡng tâm, nhà ăn và một số công trình phụ thuộc. Thực đường dưỡng tâm, mình chưa thấy thực đường dưỡng tâm này. Sau Phật đường có thất vô sự, tầng trên là nơi lưu trú của phương trượng và tầng dưới là nơi hợp chúng tăng. Phía bên tòa khách đường có tháp Tam Bảo và bên dưới là cõi đi về thời chư linh quá vãng. Về phong cách thờ phụng, đây là dấu ấn quan trọng thể hiện đường hướng tu hành. Tu viện Khánh An là một trung tâm thiền tập. Tại Phật đường tôn trí ba pho tượng là Đức Thích Ca Mâu Ni, bên trái thờ tôn giả Ca Diếp, bên phải thờ tôn giả A Nan. Phía sau Phật đường thờ tổ sư, thờ sư tổ Thiền Tông Việt Nam Khương Tăng Hội và chư vị thiền sư, giới sư, giáo thọ sư. Tại pháp đường tôn trí bức phù điêu sơ chuyển pháp luân. Thời khóa của chư tăng thân tu viện. Tăng thân tu viện có gần 20 vị, hầu hết đều đi học sơ cấp, trung cấp và học viện Phật giáo. Thời khóa tu hành, tu viện duy trì 4 thời trong ngày, từ 3 giờ sáng, từ 3 giờ 45 sáng tới 22 giờ nghỉ. Sáng và tối đều có tọa thiền. Chủ nhật hợp chúng và một tháng 2 kỳ ôn tụng giới luật của người xuất gia. Khóa có mặt cho nhau dành cho tuổi trẻ và khóa sống tỉnh thức dành cho mọi thành phần. Tu viện có những chương trình từ thiện. Hàng chục năm nay, Thiền viện tổ chức đợt phát quà từ thiện cho bà con nghèo tại địa phương thường xuyên, và thường xuyên tổ chức hiến máu nhân đạo, khám mắt, khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Những chuyến từ thiện xa như Campuchia, Làng Mù, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, vân vân. Thầy hành đạo không những trong nước mà còn nước ngoài. Xin thầy cho biết thêm. Thì các nước Đông Âu như Ba Lan, Séc,
Đông Đức, Hungary trước đây có cùng thể chế chính trị với Việt Nam. Do vậy, người Việt Nam sang du học, hợp tác lao động ở các nước này đến hàng trăm ngàn người. Sau thập niên 90 của thế kỷ 20, cái gì viết viết rồi đọc không ra. Thể sau thập niên 90 của thế kỷ 20, thể chế chính trị ở các nước này thay đổi. Bà con ta vẫn tiếp tục ở lại sinh kế và hình thành các cộng đồng Việt ở khắp nơi. Đời sống kinh tế tương đối ổn định, nhưng đời sống tinh thần như niềm tin tôn giáo và các giá trị văn hóa Việt Nam thì thiếu thốn. Năm 2006, tôi có duyên được một nhóm bà con mời sang hành đạo. Bước đầu chỉ có khoảng vài chục người, với sức lan tỏa dần dần cho đến hôm nay, người theo đạo Phật đã lên con số nhiều nghìn. Cơ sở tu tập thì hiện có chùa Nhân Hòa Ba Lan là lớn nhất, với 8.000 mét đất và 800 mét xây dựng. Chùa Giác Đạo khoảng 3.000 mét đất và 600 mét xây dựng. Các ngôi còn lại khoảng chục ngôi, chủ yếu là cải gia phi tự. Đó, đó là một số thông tin về ngôi chùa Khánh An này ha. Kiếm chỗ nào đẹp chụp tấm hình dễ sướng à. Kiếm chỗ nào được, mình cầm gì nó bị dính à, ở vậy nó bị che cái nước được. Nắng quá. Nắng quá không được. Mà chụp không có mình, chụp có mình à, ôi mày, mày cái, vô này chụp cái chỗ xe gạo cái cối xe gạo đó.
Mai chụp cái cối, mày cầm cái cối ra xay cho. Cối xay gạo đó, xay gạo ra thành bột. Để đâu? Kệ mai mai mai. Mai cho coi. Quay quay cũng nhiều rồi đó. Đây, toàn là những bánh da. Những bánh da không ha. Sai không vậy. Nè, chùa có để nước uống nè. Để chén uống. À, con thỏ nè, nãy nó nằm ở bên kia mình nó đó. Mình ơi, nghỉ ngơi nè. Con thỏ nè, trắng bóc à. Đây là người quán mà. Nè, đời thứ 39-40 đó, lúc nãy hai vị đó đó. Là bên kia hết rồi ha, hết rồi mới leo, mới leo lên cái thác đường thảnh thơi được. Ok, ra đi. Rủ xuống cây rồi. Rất là đông ha. Ủa, cây sa la kìa, nhưng là có trái kìa, một hai ba trái luôn đó. Thank you.
tây một tí nữa này. Em dừng bình này. Thank you.
dòm quẹo ra sân bay sân sinh quẹo đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hơi bé, sân rộng rãi trên lúa chạy hả, có gió nó mới lên như này, không hay miếng gió trên rồi lên. Mà nè, mà dừng video này qua video mới ha.